Hay dùng cái lực lực nó vừa 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 thôi, nhưng nó cũng phải thấm, thấy không? Đây các bạn đi. Đây trên miết đúng Ừ, không? À, trong kinh lạc đấy. chào em. Đấy. Sau cuộc sống này, À. à. Đây mình phải thành năm đấy này, à đây, đây là sát không, vừa sát vừa miết đúng Vâng. không? Đấy, lòng, nắm cái cuộc sống đây này. Cuộc sống là dây thần kinh tụ họp nhiều nhất ở đấy nhỉ? Mà nó là mạch đốc ấy, Vâng. giao vào kinh kinh dương đúng Vâng. không? Đánh này là dương khí nó vào, mà cái bị cảm nhà này bao giờ là nó tấn công vào kinh dương trước, bao giờ đau nhức hết cả lưng cả chân cả đây. Sờ sờ qua đấy, đánh một lúc nó nóng hết này. Đấy, những thủ thuật là đơn thuần người học về so với huyệt ấy, thì thầy biết là 18 thủ thuật đơn thuần đó, chứ người ta không hiểu về cái bát pháp. Ví dụ như là ôn, trong hợp làm ôn thì những thủ thuật nào, như xoa cũng làm ôn đúng không, sát cũng làm ôn đúng không, miết cũng làm ôn đúng không. Còn phân ra nhiệt một cái đêm này, nhiệt nhiều thì phân ra như này, tức là tản nhiệt đúng không, tản nhiệt đi xung quanh đúng không, được chưa? Đấy, kiểu thế. Đánh đánh thoáng tay thôi, dùng lực nhưng mà thoáng tay thôi, đừng có miết tì nhiều quá người ta chối. Mình đánh nóng thật, nóng cái mạch đốc này, nó bằng cắt môi ra em được nhỉ. Khi mà làm ví dụ như tẩm quất ấy thì nó chỉ là gọi là cái làm đỡ mệt mỏi thôi. Nhưng mình học sâu về cái xoang huyệt thì mình hiểu được cái bát pháp. Huyệt cũng thế, huyệt có những huyệt làm nóng lên, có những huyệt làm mát đi, có những huyệt bổ, có những huyệt tả. Cơ thân này Đấy, đây là hoa đà giáp tích này, đúng không? giữa cột sống với lại cái cơ cơ dựng sống đấy, được chưa? Đấy. Đấy, được chưa? Chuyển sang này, đây, nhìn cái thủ thuật nó đuổi nhau này, được chưa? Đây là vào trong xương vai này. Quan trọng nhất là cái thuật thì là nó rời rạc, nhưng mình làm thì nó phải những cái nó uyển chuyển, nó liên tục, cái này chưa hết thì cái khác nó đã tới rồi. Đấy, cảm giác nó không bị giật cục, nó không đơn điệu đúng không? Đấy, đến đây đúng không? Đấy, đi theo đường trên đấy. 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 Đây, khéo nữa thì em thể vừa như này luôn. Tay làm sao ôm được càng nhiều phần càng tốt, đừng đừng biết cái lực xuống sâu quá, vừa tầm thấm là được. Cái cột sống dọc theo cái cơ trán này, xong lớn dần bé ra vào trong xương vai này. Đấy. Để cái ốm mà những huyệt cao mang hồn môn phách hụt phế du phong môn nó bị gió nhỉ, quan đại cho nó thông này. Rác da người ta rơm rớm ẩm là đạt được hiệu quả. Nhiều người vã mồ hôi này. Là chuẩn bị vác mồ hôi đấy. Đánh được cả gió lên này.
Đấy, nhưng chỗ này đấy lên này. Điểm tắc là phải dùng nhiều lực một tí. Bên này lặp lại bên kia nhỉ. Chính xác. Thế để ý rồi, cái tay mình lúc nào nó cũng liền vào da bệnh nhân. Cái này hết thì bắt đầu cái này đuổi theo. Rồi, nó liên tục đúng không? Nó không bị ngắt quãng. Đấy. Sau anh có thời gian anh sẽ dạy những cái bài miết về bằng cùi chỏ. Bằng cánh tay. Nó cũng nhiều kiểu lắm. Này bảo sao các em vào thầy chữa trị toàn bộ là có massage body không? Chúng mà nghiện thì chết, sức đồ mà làm. Đúng không? Mình chỉ khách quen thôi, mình ra này cũng điều trị là chính, không phải đúng cái thời điểm đấy. Ngày xưa anh cái gì cũng học, cái gì cũng làm. Đấy là điểm mình càng ngày mình càng tinh lại, chất gọn lại. Cũng đúng thôi, phải theo cái xu hướng phát triển. Vâng. Ngày xưa người ta ăn nhiều nhưng người ta chỉ giờ chỉ ăn ít, ăn ngon, ăn chất lượng đúng không? Đấy. Mỗi cái một khác. Hay hôm qua cái ông thầu xây dựng ông bảo đấy, một ngày làm việc không bằng một giờ hăng say. Đúng không? Vâng. Đấy. Những người ở các tỉnh đến người ta chữa khắp nơi không được, mình chữa người ta hiệu quả là người ta thấy kể cả xa nó cũng giá trị. Hai cái này là người nhẹ, cứ ốm là cứ để ý phong môn đấy, phế du thần cao hoang hồn môn phách hộ. Mày quay lại clip chúng mày gửi cho anh để xem cái tay nó làm như thế nào. Thế mà ăn nó lốp sang cho nó là được, anh cũng làm được. Sẽ không tốt bằng anh nhưng mà cái này nó đã thôi. Đã quá kể đã. Nhiều cao thủ đến nhà anh bị ở massage Thái đấy. Anh làm lại luôn cho massage Thái như nào. Ừ, thật mà. Quay anh không làm luôn. Đây là massage Thái hay là không? Đây là massage Thụy Điển. Thụy Điển cái này đả thông kinh lạc và massage thể thao. Đã bảo ngày xưa anh đi bao nhiêu nơi mà. Đúng không? Đánh ra là rõ được, khiếp nhỉ. Đấy, thấy chưa? Đấy. Quan trọng là kỹ thuật đúng không? Vâng. Có phải trong sách nó chỉ nói đơn thuần là 18 thủ thuật sau bóp đúng không? Vâng. Nhưng nó có dạy miết như nào đâu. Có dạy đả thông như nào đâu. Vâng. Em phải biến đổi nó ra. Thưa ngày xưa quản lý cũng khoảng tầm 15 đứa. Một trung tâm lớn. Thế à? Một lần đã thông kinh lạc là 1,2 triệu. Mà cái này gần chục năm rồi. Ui, khiếp nhỉ. Có những gói người ta mua hàng trăm triệu. Cũng như này, biết này. Đả thông nó có thuốc nữa. Thường là rượu xoa bóp đấy đúng không thầy? Cho dầu dừa nó trơn à? Hay nó có những cái thuốc đòn. Đỉnh đầu lắm đúng không? Đợt này hay
Ngày xưa mình học tay mình nó làm nó dẻo. Điệu như như gì bên múa luôn. Ờ không, nhưng mà giờ mình không để ý như đấy lắm. Xin chào. Em lại xin chị. Vâng. Nay đi nhanh thế. Vâng đấy ạ. Và nay đi nhanh thế. À ok. Có thế không? Cơ bản là thế thôi.